Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dự án Harvest Fantasy để tham gia dự án. Để mình phần clip mô tả mình tự gắn một sự tách chat chatbot đó mà. Mình sẽ nhận được token farm nha tất cả mọi người. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nha mọi người. Rồi các bạn join vào nha. Medium đoạn follow medium nha các bạn. Medium thì các bạn follow chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn vô tay nó cái này bạn. Con này giao 2 nha các bạn, giao 1 đã phân phối nha. Rồi các bạn follow tiếp Twitter nữa các bạn. Hiện tại con này nó còn trong chương trình bán hàng phi sale giao 2 nha các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và Twitter lên các bạn. À, các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn like và Twitter mà mới đáp lại nha các bạn. Bài su unlock mat. Rồi các bạn bấm nút submit. Submit ETH. Submit ETH. Thì các bạn gọi địa chỉ ERC 20 bên địa chỉ chocolate mail chocolate, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Thì địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Mình chờ xíu các bạn. Cầm 1 hiện tại mình về được 0.004 token farm mà gần 1 đô nha các bạn. Được 0.81 đô. Thì các bạn đi xuống đây các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Hiện tại vì giá ga ETH quá cao nên token nó chưa về nha các bạn. Các bạn cứ cố gắng ghi nhận chờ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Còn mát từ đây nha các bạn. Rồi bạn nhắn vào bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục các bạn submit email nha bạn. Submit email. Phần đối cố USA và lắm mắt. Một tôi cần một ETH không không. Tôi cần này sẽ lên sàn Uniswap Hotbit Vita Air Bolognese coi bác xe. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha bạn. Tiếp tục thì bạn bấm vào balance nha bạn. Mình đã nhận được 4.5 token farm rồi các bạn. Rồi bạn bấm mirep thôi. Cho nó không kêu thông báo không tin lời gì ta. Ok như vậy là nó tự lấy thông tin nữa các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.